Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Ngọc Thảo tiết lộ về ngày 8 tháng 3 đặc biệt tại Thái Lan khi đang tham dự Miss Grand International. Là người đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đem chuông đi đánh xứ người, Á hậu Ngọc Thảo vừa háo hức vừa hồi hộp. Hiện tại cô nàng đang có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi Miss Grand International 2020. Theo quy định, Ngọc Thảo và các thí sinh phải đảm bảo kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định. Chia sẻ từ Thái Lan, Ngọc Thảo cho biết 8 tháng 3 năm nay khá đặc biệt khi cô đang thực hiện cách ly và chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2020. Một mình ở trong phòng thì ngày 8 tháng 3 cũng như những ngày cách ly khác thôi, nhưng Thảo sẽ theo dõi niềm hạnh phúc của mọi người qua các kênh online. Điều đáng tiếc nhất là năm nay không thể ở bên cạnh và chúc mừng mẹ trong ngày 8 tháng 3. Thay vào đó, Thảo sẽ cố gắng cho cuộc thi sắp tới để không phụ lòng yêu thương của mẹ và mọi người. Nhân ngày 8 tháng 3, Thảo xin chúc tất cả những người phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và nhận được thật nhiều yêu thương. Theo Ngọc Thảo, trước khi sang Thái Lan vào tối ngày 26 tháng 2, cô đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Trong suốt hành trình từ khi sân bay ra cho đến máy bay, Ngọc Thảo luôn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ và giữ khoảng cách an toàn. Sau khi sang tới Thái Lan, Ngọc Thảo được ban tổ chức đưa về khách sạn và ở phòng riêng để thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Ngọc Thảo cho biết ban tổ chức đều cử người tới đo thân nhiệt và kiểm tra dịch miệng hàng ngày. Cách đây ít ngày, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand 2020 tổ chức phần thi đầu tiên là giới thiệu về bản thân trong vòng 1 phút, trong thời gian các thí sinh thực hiện cách ly. Theo đó, đoạn video của Á hậu Ngọc Thảo đã lọt vào top 10 bình chọn. Được biết, các thí sinh lọt vào top 10 sẽ có vinh dự tham gia chụp hình quốc phục của Thái Lan để quảng cáo cho cuộc thi cũng như văn hóa bản địa của xứ sở Chùa Vàng. Trước đó, Ngọc Thảo cũng đã lọt top 10 bình chọn các thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi năm nay. Từ những tín hiệu tích cực từ cuộc thi có thể thấy, Ngọc Thảo đang chiếm được tình cảm rất lớn của người hâm mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.